Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với video review và lắp ráp Lego của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay trên tay mình đây là một set Lego hiệu Lepin ha, với mã số 06034. Thì cái set này có tên là Cuộc vượt ngục ở nhà tù Krealin. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp thôi. Thì về tổng quan cái set lần này, chúng ta có một cái nhà tù như thế này. Sẽ có hai cái phần có thể mở ra như thế này luôn ha. Chúng ta có một cái đòn bẩy ở đây nữa. Trên đây sẽ có một cái bánh mì. Và ở trong cái phần đòn bẩy này sẽ có một cái tấm bản đồ và có cái vũ khí của Ninja Zen ha các bạn. Rồi, để phần này qua bên, giờ chúng ta sẽ review đến cái mấy em mini đi. Ở đây chúng ta có tổng cộng là 5 em mini Gamadon. Không phải, con này là một con tướng trong tộc người đá các bạn. Mình bị nhầm, thấy nó bốn tay, mình quen nó là Gamadon luôn rồi. Thì con này là một vị tướng trong cái tộc người đá ha. Thì mình sẽ cho các bạn coi cái biểu cảm trên khuôn mặt của nó. Rất là đẹp ha các bạn. Cái lớp giáp này mình rất là thích luôn. Rồi đây là cái mũ của nó. Tiếp theo đó chính là Zen trong trang phục mà áo tù luôn ha. Thì đây là set nhà tù mà. Và phần tóc của Zen cũng là màu bạc luôn. Để chúng ta coi có biểu cảm thứ hai của Zen hay không. Và chúng ta có cái biểu cảm thứ hai của Zen rồi các bạn. Rồi, tiếp theo đến là Kai có cái kiếm như thế này. Đây là gương mặt của Kai ha. Chỉ có một biểu cảm thôi. Tiếp theo đến là một cái mini cướp biển. Mình cũng không biết tên gọi của nó trong cái bộ phim The Ninja Movie là gì nữa. Tạm gọi là mini cướp biển đi. Ở đằng sau nó có một cái chùm tóc cột ha. Nhìn cũng hơi ngầu ngầu á. Cũng hơi lạ lạ đó. Rồi, nếu mà nó cho cái part tóc chùm ở trên đây xong rồi nó xả xuống dưới đây nữa thì đẹp hơn là cái mũ như thế này ha. Đó là ý kiến riêng của mình. Rồi, tiếp theo đó chính là một viên cảnh sát. Trên tay của anh ta sẽ có một cái ly nước màu đỏ. Anh ta sẽ đứng canh gác cái nhà tù như thế này. Anh ta sẽ đứng ở trên đây nha các bạn. Đó, tiếp theo đó là Zen và vị tướng của tộc đá sẽ bị nhốt ở trong nhà tù như thế này. Cũng như là cái mini cướp biển này luôn. Mình cho nó đứng tạm trên đây đi ha. Các bạn có thể nhìn đằng sau của cái nhà tù này, nó khá là trống. Nó chả có cái gì nhiều hết. Ở đây có phần sticker vẽ bậy gì đó ở trên cái nhà tù nè. Đây là một cái phòng vệ sinh nè.
Rồi. Đó. Và chúng ta có một cái tính năng tương tác nhỏ ở bên phải và một tính năng tương tác nhỏ ở bên trái của cái nhà tù này. Ở đây là các bạn có thể thấy là một cái bốt điện thoại để cho người bên ngoài đứng có thể gọi điện ở bên trong ha, nhưng mà thực ra nó là một cái độ bật để phá tung cái cánh cửa này ra nha. Giờ các bạn hãy xem mình bật cái này ra. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Mình sẽ bật lại một lần nữa. Và ta-da, giải thoát ra ngoài rồi. Con mini của chúng ta sẽ trốn ra ngoài. Đó. Và chạy thoát thôi. Xét lần này có tên là cuộc tẩu thoát cơ mà. Đúng không? Cuộc vượt ngục. À, trên đây có một cái camera nữa các bạn. Mình sẽ để lần ừ, các bạn coi cái thiết kế của cái camera này khá là hay ha. Rồi, tiếp theo đó là phần tính năng tương tác ở bên này của nhà tù. Ê, mình lỡ dùng tay mình bật ra rồi. Nó giống như là một căn phòng vệ sinh vậy các bạn. Ở đây, và sau đó Gen sẽ phá tung cánh cửa này. Và sau đó Gen sẽ trốn ra ngoài như thế này. Quả là một pha vượt ngục hết sức bình thường. Rồi, đó là tổng quan cái set của vượt ngục ở Kirlin của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả đều hoàn hảo, trừ cái phần đằng sau của cái set này nó khá là trống luôn. À, mình quên review cái phần này nữa. Nó có một tính năng cái chính là đóng cái cánh cửa này lại đấy các bạn. Mình sẽ dùng tay mình tác động vô phần trên của cái nhà tù này ha. Mình sẽ bật cái này và cánh cửa sẽ đóng. Nó có một cái nút gài như thế này thôi các bạn. Một cái chốt á. Rồi sau đó chốt gài lại thôi. Khi chúng ta mở cái chốt ra thì nó sẽ đóng cái cánh cửa nhà tù này lại. Thế là xong rồi các bạn. Trên đây thì có cái cây còng ha, còng tay những cái phạm nhân lại. Mình thử còng tay của Gen lại. Ây chà. Rồi, Gen đã bị còng rồi. Và đây cũng có một cái vũ khí nữa. Mình không biết tại sao lại nhà tù lại để một cái khăn giáo ở ngay đây, khá vô lý ha. Đó. À, và có một điều nữa mình rất thích ở cái set lần này là các mini của Lê Pin nó in khá là đẹp luôn. Chi tiết in trên mấy mini cực kỳ sắc nét, và cái phần thân hoặc là cũng như là chất nhựa của Lê Pin đó làm rất là tốt ha các bạn. Thì nếu mà mình chấm điểm cho cái set lần này thì mình sẽ cho 7 trên 10 ha. Về ngoại hình thiết kế cũng như là chất gạch và cái chi tiết in nữa. 7 trên 10 so với các cái set khác. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nha. Và hãy nêu ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Mình sẽ đọc từng bình luận để mình cải thiện video của mình cũng như là tối ưu nhất cái cách quay video hoặc là làm cho video của mình thêm hay hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.